Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, hôm nay miền Bắc sáng sớm và chiều tối có lúc mưa rào và dông. Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C. Đây được coi là trạng thái thời tiết hiện tại ở hầu hết các tỉnh thành miền Bắc trước khi bắt đầu có nắng nóng diện rộng và có khả năng kéo dài. Do vẫn có mưa nên miền Bắc không nóng gay gắt và kiểu thời tiết này vẫn tiếp tục duy trì từ giờ đến cuối tuần. Mặc dù trời nóng không gay gắt nhưng thời tiết mưa nắng thất thường và độ ẩm thay đổi liên tục thế này khiến nhiều người dễ bị nhức đầu, hắt hơi, sổ mũi. Người dân khi ra ngoài nên đeo khẩu trang, mang theo cả đồ che mưa và che nắng. Tại Hà Nội trong 2 ngày tới, mưa dông tiếp diễn, xen kẽ nắng nhẹ và nền nhiệt có xu hướng tăng dần, cao nhất 34 độ. Từ ngày 7 tháng 7, khu vực khả năng nắng nóng trở lại. Tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết có mưa nhiều khi nhiễu động gió đông dồn ẩm từ biển vào đất liền. Mưa tập trung về chiều và tối, diện bao rộng từ Quảng Bình vào đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Có những nơi mưa to trên 70mm, cần đề phòng dông sét, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng ở những vùng trũng thấp và sạt lở đất ở những sườn đồi núi. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ như thường lệ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng trưa và chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Bắc gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Phía Nam gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7,
tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thưa quý vị, trong các tháng 5-6 vừa qua ở Bắc Bộ, mưa nhiều hơn hẳn mọi năm, xen kẽ vào các đợt nắng nóng ngắn ngày. Chính vì thế mà mọi người có cảm nhận mùa hè năm nay dịu mát hơn. Theo các chuyên gia khí tượng, miền Bắc năm nay có thể liên tục mưa và ngập do tác động của một hình thái gây mưa nhiều vào mùa hè ở trung tâm lục địa châu Á có tên gọi là Mẩy Úy, tâm điểm ở phía nam Trung Quốc. Dự báo từ nay đến tháng 9 năm nay mới là tâm điểm mùa mưa lũ ở miền Bắc, nhưng hiện mưa đã đến khá sớm và nhiều so với trung bình nhiều năm, xen kẽ các đợt nắng nóng ngắn ngày. Nguyên nhân năm nay miền Bắc mưa nhiều là do liên tục xuất hiện rãnh áp thấp vắt ngang Bắc Bộ, hình thành do tác động của một hình thái gây mưa nhiều vào mùa hè ở trung tâm lục địa châu Á, có tên gọi là Mây Yêu. Tâm điểm ở phía nam Trung Quốc, hàng năm vào khoảng tháng 7 đến tháng 11, hình thái khí quyển này thường tạo ra những dải mây khổng lồ vắt ngang từ Thái Lan, Lào qua phía nam Trung Quốc sang Nhật Bản. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu, dải mây Mây Yêu này có xu hướng lấn xuống phía nam, gây mưa nhiều cho miền Bắc nước ta. Từ tháng 7 đến tháng 9 mới là chính vụ của dải mây này. Do đó, năm nay, các trận mưa lớn ở miền Bắc và miền Trung có dấu hiệu nhiều và cường độ có thể mạnh hơn. Thưa quý vị, khu vực Trung và Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Vì vậy, người dân cần đề cao cảnh giác tình hình bất thời trong những ngày sắp tới. Chiều tối và đêm hôm mùng 4 tháng 7, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa có nơi hơn 900 mm. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, lũ quét có thể xảy ra bất ngờ tại các sông suối, khu vực miền núi lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất. Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí an toàn hơn. Chuyển sang một số thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa qua hứng một trận mưa lớn liên tục gây lũ lụt trên diện rộng ở phía Nam và tàn phá khu vực sông Dương Tử trong những tuần gần đây. Trận lũ lần này được coi là trận lũ tồi tệ nhất tại Trung Quốc kể từ khi có ghi chép về khí tượng. Ngay sau đó, đập Tam Hiệp cũng phải giảm lượng xả nước lũ từ 24.000 mét khối trên giây xuống còn 14.000 mét khối trên giây để giảm áp lực lũ ở hạ lưu sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc. Huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất kể từ khi có ghi chép về khí tượng. Mực nước lũ đỉnh điểm đạt 77,67 m, xuất hiện ở khu vực thành thị, vượt qua mức cảnh báo 70,5 m là 7,17 m và là mức nước cao nhất từ năm 1954 trở lại đây. Sông Mịch La, Miluo, con sông đi qua quận Bình Giang sau đó đổ vào sông Dương Tử. Con sông có đập Tam Hiệp ở thượng nguồn đạt mực nước 77,67 m vào lúc 12 giờ 30 phút sáng mùng 2 tháng 7. Đây là mực nước cao nhất được ghi nhận ở tại sông Mịch La kể từ năm 1954 và vượt quá mức báo động hơn 7 m.
Bình Giang có 1,15 triệu dân, là một quận thuộc Nhạc Dương, một thành phố ở phía đông bắc Hồ Nam. Theo đài truyền hình CCTV, tại quận Bình La gần đó, cũng thuộc thành phố Nhạc Dương, ít nhất 2 người dân được báo cáo mất tích sau vụ sạt lở đất ngày 1 tháng 7. Mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng ở phía nam Trung Quốc đã tàn phá khu vực sông Dương Tử trong những tuần gần đây. Một con đê bị vỡ đôi ở đoạn dọc theo thượng nguồn sông Bình La tại Bình Giang làm ngập lụt nhiều khu vực trong quận. Cùng lúc đó, các hồ chứa nước đang dâng cao. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, 1/3 thành phố cũ và 1/2 thành phố mới chìm trong nước lũ. Nhiều khu vực nông thôn cũng bị ngập. Đồng thời, các thảm họa như lở đất, sập đường, sập nhà, ngập úng đã xảy ra. Nước lũ ở một số khu vực cao tới 3 mét. Theo Rednet, trang web chính thức của chính quyền Hồ Nam, hơn 5.300 người đã được sơ tán cho đến thời điểm hiện tại. Bình Giang ghi nhận lượng mưa 759,6mm kể từ ngày 18 tháng 6, mức cao nhất trong giai đoạn này tính từ năm 1961 khi bắt đầu lưu dữ liệu. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quận Bình Giang đưa ra phản ứng khẩn cấp ở mức cao nhất, gọi đây là tình huống thời chiến để ứng phó lũ lụt. Thống kê sơ bộ từ huyện Bình Giang ngày 2 tháng 7 cho thấy tổng cộng 364.582 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, 2.685 cầu đường bị cuốn trôi, 7.346 đê ngăn núi bị hư hại, 867 căn nhà bị sập, 213.410 mẫu hoa màu bị thiệt hại. Mưa lớn tiếp tục xảy ra ở Bình Giang trong những ngày tới. Cơ quan thời tiết địa phương dự báo lượng mưa sẽ ở mức 80-120mm. Các chuyên gia thời tiết nhận định lượng mưa này có thể khiến mực nước sông Bình La vượt qua mức kỷ lục 78,16m. Các con sông lớn ở Trung Quốc đã đạt mức cảnh báo tại hàng chục nơi kể từ khi mùa lũ bắt đầu vào tháng 6. Tân Hoa Xã cho hay mực nước ở các đoạn trung và hạ lưu sông Dương Tử, khu vực bên dưới cửa sông nối với hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo. Khi dự báo nước lũ sông Dương Tử ở trung lưu và hạ lưu tiếp tục tăng, giới chức Trung Quốc đang nỗ lực để chống lũ lụt. Trung Quốc đã cử các đội ứng phó lũ lụt trên thực địa, sử dụng các hồ chứa để giảm bớt áp lực kiểm soát lũ lụt ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Theo China Daily, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã giảm lưu lượng xả của đập Tam Hiệp từ 24.000 mét khối một giây xuống còn 14.000 mét khối một giây để giảm áp lực lũ ở hạ lưu. Lượng xả nước của đập Tam Hiệp tiếp tục hạn chế để giảm thiểu lũ lụt ở lưu vực sông và giảm thời gian mực nước trên mức cảnh báo. Trước đó, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết trận lũ số 1 trên sông Dương Tử năm 2024 hình thành từ ngày 28 tháng 6. Do mưa lớn trên sông Ngô Giang, dòng nước vào hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao, hình thành đợt lũ đầu tiên ở mức 30.000 mét khối một giây vào ngày 28 tháng 6. Từ ngày 27 tháng 6, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã dâng cao khoảng 2,9 mét so với 2 ngày trước đó, giữ lại khoảng 1,46 tỷ mét khối nước lũ. Thưa quý vị, hơn 28.000 người đã buộc phải sơ tán sau khi đám cháy với tên gọi Thông Sơn bùng phát, nhanh chóng lan rộng và đe dọa hàng nghìn ngôi nhà tại phía bắc bang California. Dự báo nắng nóng ở California sẽ lan từ bắc xuống nam trong tuần này. Thống đốc bang, ông Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo mọi nguồn lực được huy động nhằm ứng phó với đám cháy và công tác khắc phục hậu quả. Ngày 3 tháng 7, giới chức bang California cho biết cháy rừng tiếp tục lan rộng ở khu vực phía bắc bang này, buộc nhà chức trách phải sơ tán thêm khoảng 15.000 người. Thống kê của Sở Lâm nghiệp và Cứu hỏa bang California, CanFire, tính đến nay, khoảng 28.000 người đã được lệnh sơ tán do đám cháy rừng mang tên Thompson bùng phát từ trưa 2 tháng 7 ở hạt Butler, cách Sacramento, thủ phủ bang California 113 km về phía bắc, đang lan nhanh. Hiện diện tích đám cháy đã lên tới hơn 10,6 km2, trong khi lực lượng chức năng chưa thể khống chế được. Khói từ cháy rừng đã lan về phía Sacramento, khiến bầu trời trở nên mù mịt. Trong khi đó, đám cháy rừng Basin lớn nhất hiện nay đã thiêu rụi 56 km2 rừng quốc gia Sierra ở phía đông hạt Fresno. Kể từ khi bùng lên cách đây ít hôm, lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được khoảng 26% diện tích đám cháy. Dự báo nắng nóng của California sẽ lan từ bắc xuống nam trong tuần này, chủ yếu ảnh hưởng tới các thung lũng Sacramento và San Joaquin, cũng như các sa mạc phía nam. Chính quyền Sacramento đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực độ cho tới tối 7 tháng 7, với mức nhiệt có thể lên tới 40,5 đến 46,1 độ C. Thống kê của CanFire cho thấy, tính đến sáng 3 tháng 7, đã có 2.934 vụ cháy rừng
ở California thiêu rụi diện tích lên tới 565 km2. Trước tình hình trên, chính quyền bang California đã ban hành cảnh báo đỏ nguy cơ hỏa hoạn do thời tiết. Công ty điện lực và khí đốt Pacific đã cắt điện để đảm bảo an toàn ở nhiều khu vực của 10 hạt. Nhiều nơi đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp và thiết lập các trung tâm cho người dân phải sơ tán. Bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News ngày hôm nay đến đây là tạm dừng. Kính chúc quý vị có ngày làm việc vui vẻ, an lành.